Thưa quý vị, hạnh phúc vợ chồng là cả một đời người. Nhưng cuộc sống là vậy. Muôn thuở, trong câu chuyện này, giữa đôi nam nữ cặp vợ chồng trong đêm tân hôn đã xảy ra những điều ngang trái và cay đắng. Giờ đây tôi mong quý vị hãy lắng nghe và theo dõi chi tiết về câu chuyện mà đôi vợ chồng này đã xảy ra trong đêm tân hôn như thế nào. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Một nỗi căm hận từ đáy lòng dâng lên, khiến Hạnh nghẹt ứ ở cổ họng. Hạnh nhìn Huy đầy khinh bỉ. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục. Hạnh liếc nhìn, thấy số của Huy. Cô với tay bấm nút tắt rồi lại cầm lấy ly rượu. Tiếng nhạc trong phòng vang lên. Hạnh thấy Huy gọi nhiều lần nữa, nhưng cô không muốn để ý. Khoảng 11 giờ đêm, Hạnh về đến nhà. Huy đã đứng chờ sẵn ở cổng. Vừa nhìn thấy vợ, Huy đã chu chéo. Cô giỏi lắm. Mở điện thoại lên xem tôi đã gọi cho cô biết bao nhiêu cuộc rồi. 40 cuộc chứ gì. Anh gọi gì mà gọi lắm vậy? Tôi có bị điếc đâu. Sao cô không cầm máy hả? Cô đi đâu về? Còn đi đâu nữa? Đi đêm với sếp của anh. Cô được lắm. Huy chỉ nói đến đây rồi ấm ức quay vào phòng làm việc. Hạnh nhìn theo bóng dáng cao lớn của chồng mà trong lòng thấy khinh bỉ. Cô không ngờ rằng đó là người đàn ông mà cô từng hết lòng yêu thương và tin tưởng 3 năm trước. Huy giờ đây đã biến thành một người khác hẳn, hèn hạ và chỉ nghĩ đến tiền. Vào một đêm mưa gió cách đây 2 năm, Hạnh được chồng đưa đến dinh thự riêng của sếp anh. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi nhưng có vẻ ngoài phong độ. Căn nhà rất lớn, nội thất sang trọng, nhưng chỉ có ông ta ở một mình. Khi Hạnh đến thì đã có một bàn tiệc đợi sẵn ở đó với rượu ngon và rất nhiều đồ ăn. Huy cất tiếng bảo vợ: "Đây là sếp của anh. Ngày mai anh sẽ được lên chức trưởng phòng. Hôm nay là lễ ăn mừng." Hạnh cười. Cô không hiểu sao lễ ăn mừng lại có mỗi 3 người mà lại diễn ra ở nhà riêng của sếp. Đến lúc đồng hồ điểm 0 giờ thì Hạnh đã rơi vào trạng thái lơ mơ, không biết gì. Sáng hôm sau, cô thức dậy trong vòng tay của sếp, còn Huy thì biến mất. Hạnh tức tưởi khóc. Ông sếp đưa lại quần áo cho cô rồi mang bữa sáng vào tận phòng. Ông ta cất tiếng bảo: "Xin lỗi em nếu làm em bất ngờ. Tôi cứ tưởng hai vợ chồng đã thỏa thuận với nhau. Em biết đấy, tôi thì rất nhiều tiền, chỉ thiếu tình. Nếu em muốn, chúng ta có thể là một cặp lâu dài. Tôi biết chồng em không cần em, nên hắn ta mới nghĩ ra kế sách này để leo lên cái ghế trưởng phòng." Hạnh nghe từng lời ông sếp nói mà đau đớn trong lòng. Thì ra cô đã bị chồng bán một cách không thương tiếc. Hạnh thấy ông sếp của chồng cũng tử tế. Cô mặc lại quần áo rồi về nhà. Huy đón Hạnh ở cổng, miệng cười tươi như hoa. Đoạn sởi lời bảo: "Gắng giúp anh, xem như là em hy sinh vì chồng, vợ nhé." Một nỗi căm hận từ đáy lòng dâng lên, khiến Hạnh nghẹn ứ ở cổ họng. Hạnh nhìn Huy đầy khinh bỉ. Kể từ giây phút đó, cô quyết định trở thành một người đàn bà khác hẳn. Sếp của Huy thích cô, và cô cũng muốn để cho Huy biết rằng anh ta sẽ mất điều gì khi quyết định làm vậy. Những lần Hạnh đi với sếp của chồng, cô đều được trả lương hậu hĩnh. Đôi khi, người đàn ông đó cũng chỉ muốn nói chuyện cùng cô cho bớt cô đơn mà thôi.
vợ ông ta đã mất cách đây 8 năm vì bệnh tật. Từ đó, ông ta chỉ cặp bồ chứ không cưới vợ mới. Tiền tiết kiệm được, Hạnh mua xe, gửi tiết kiệm. Với cô bây giờ, mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa. Hạnh tự nhủ rằng, cuộc hôn nhân này chẳng chóng thì chạy, sẽ đi vào ngõ cụt. Vấn đề là bao lâu nữa mà thôi. Hôm đó, Hạnh ghé vào trung tâm thương mại để mua mấy thứ. Thấy một đám đông ồn ào vây quanh đó, Hạnh đứng lại xem. Thì ra là một vụ đụng xe. Hạnh nhìn kỹ thì thấy đó là chiếc xe mới mua của mình và Huy đang ngồi trên đó cùng một cô gái xinh đẹp. Chiếc xe của Hạnh bị một cô gái khác tông bẹp rúm ở phần đầu. Thế nhưng, chồng cô xua tay bảo không sao, rồi để cô gái đó đi. Hạnh chứng kiến tất cả, lao đến giữ tay cô gái đó lại rồi bảo: cô xem đền cho tôi đi. Sao lỗi của cô mà cô có thể bỏ đi được như thế? Huy lao đến giằng tay vợ ra rồi bảo: em làm gì ở đây thế? Người ta đàn bà con gái, lái xe có lúc gây ra lỗi, họ có muốn thế đâu. Em để cho cô ấy đi, cái này nhờ bảo hiểm làm là được mà. Anh biết sự cái này mất bao nhiêu tiền không? Sao em khi nào cũng tính toán tiền bạc thế? Thưa chồng, anh đang đưa bổ đi trên con xe 4 tỷ từ tiền tôi đi đêm với sếp, nên đừng tỏ ra đạo đức nữa. Nói rồi, Hạnh bấm số gọi điện cho cảnh sát. Cô gái kia sợ xanh mặt. Cô bồ của Huy cũng vậy. Đây là lần đầu cô ta thấy nhung nhan xinh đẹp của vợ Huy. Vậy mà Huy khi nào cũng nói phét rằng vợ anh xấu lắm, quê mùa lắm. Hạnh buồn vô cùng. Có lẽ cô nên kết thúc cuộc hôn nhân này. Huy không những là một người đàn ông đốn mặt mà còn khốn nạn với vợ mình. Bản thân anh ta chỉ muốn đi khoe mẽ mà không biết rằng mình đang sống trên sự tủi nhục của vợ. Hạnh chán ngán tận cùng. Có lẽ ngày mai thôi, cô sẽ chấm dứt tất cả, chọn một chân trời mới cho mình để bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ như thế mới là lối thoát cho cô. Vâng, một câu chuyện vô cùng cay đắng đối với một người phụ nữ. Mong rằng quý vị đưa ra những lời bình luận chia sẻ. Tiếp theo, kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Phát hiện trong tủ quần áo có một chiếc váy, nghi chồng ngoại tình. Tôi bí mật theo dõi để rồi chết điếng khi chứng kiến toàn bộ sự việc. Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được 8 năm rồi, có một trai một gái. Công việc của chúng tôi đang rất tốt. Chồng tôi là nguồn sống tình cảm, rất thương vợ con. Sau mỗi ngày đi làm về, anh không ngần ngại giúp đỡ vợ nấu nướng hay tắm rửa cho các con. Mỗi bữa cơm của gia đình là một bức ảnh vui vẻ hạnh phúc của các thành viên. Cứ ngỡ tiếng cười sẽ mãi mãi ở lại với chúng tôi. Nào ngờ một ngày phát hiện ra sự thật về con người của chồng, khiến gia đình tôi lao đao. Chồng tôi là người rất cẩn thận, chu đáo, nên không bao giờ tôi phải dọn dẹp tủ quần áo của anh ấy. Với lại tủ quần áo của chồng luôn được khóa cẩn thận, nên tôi cũng chẳng muốn động chạm vào làm gì. Bởi tôi tôn trọng quyền riêng tư của mỗi thành viên trong gia đình. Một hôm tìm mãi không thấy chiếc quần, nghĩ chồng cất nhầm, nên tôi đã lấy chìa khóa mở tủ quần áo của anh ấy để tìm. Cánh tủ vừa mở ra, tôi thực sự sốc khi thấy một chiếc váy mới tinh, thậm chí còn cả mác, treo rất cẩn thận trên mắc áo. Lúc đầu tôi nghĩ anh mua tặng mình vào ngày sinh nhật sắp tới. Thế nhưng khi mặc vào người thì tôi như bơi trong chiếc váy. Nó thực sự rất to. Chẳng nhẽ tình của chồng là người phụ nữ rất béo sao? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra làm đầu óc tôi muốn nổ tung. Tin tưởng chồng là thế, vậy mà anh lại ngoại tình. Chỉ nghĩ đến đây, tôi đã tức điên lên muốn gọi điện cho chồng để hỏi thực hư về chiếc váy. Nhưng sợ rút dây động rừng,
Anh có thể nói là định mua tặng vợ, nhưng nhầm cỡ thì coi như tôi để tuột mất đối tượng khả nghi. Nhiều ngày sau, tôi đã bí mật theo dõi khi anh bước vào phòng mình. Để rồi, khi phát hiện sự thật, tôi sốc đến nỗi không thốt được nên lời. Nhìn thấy gương mặt chồng rất hạnh phúc khi ngắm nhìn chiếc váy, rồi ướm thử nó trước gương. Thì ra, chồng tôi là gay, chứ không phải là ngoại tình. Thảo nào, mỗi khi quan hệ giữa hai người, tôi cứ có cảm giác anh không thích. Lúc nào, anh cũng cố tỏ ra hưng phấn, cứ nghĩ là chồng làm nhiều mệt mỏi, không hứng thú với chuyện chăn gối lắm. Nào ngờ anh lại là gay. Nỗi đau đớn này, tôi thực sự không biết nói cùng ai, vì xấu chàng thì hổ nạng. Mấy hôm nay, tôi vẫn tỏ ra như chưa nhìn thấy gì. Vì các con, vì hạnh phúc gia đình, tôi vẫn cố kìm nén nỗi đau này trong lòng để giữ người cha cho các con. Có lúc tôi cảm thấy hai vợ chồng như đang diễn kịch cho nhau xem vậy. Mọi người ơi, tôi có nên làm ầm lên để chồng dẹp chiếc váy đó sang một bên, trở về là người chồng, người cha thực sự hay là không? Vâng, hai câu chuyện đến đây là kết thúc. Mong rằng quý vị đưa ra những lời nhận xét, chia sẻ. Tôi rất chân thành cảm ơn. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.